Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của cái phần speaking này các bạn nha. Nó vẫn nằm trong cái nội dung skills 1 đó các bạn. Đây, nó vẫn chúng ta vẫn đang còn nằm trong cái nội dung này. Đây, ok. Và bây giờ chúng ta vẫn ở trong cái phần liền nói. Và bài tập số 4 chúng ta đã vừa làm xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu với bài tập số 5 này. Bài tập số 5 này á các bạn, nhìn vô nó là một cái bài nói rất là hay. Đây, cái bài tập số 5 này á, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta trình bày một cái bản thuyết trình của chúng ta. Làm việc theo những nhóm, thay lượt đó, tiến hành theo từng lượt đó các bạn, theo nhiều lượt á. Nói về những cái sở thích của bạn, sử dụng những câu hỏi ở phía dưới đây. Đây, những câu hỏi phía dưới. Và bản thân những câu hỏi của các bạn để giúp đỡ chúng ta. Có nghĩa là chúng ta muốn làm gì làm, chúng ta phải cố gắng trả lời cho được ít nhất 5 cái câu hỏi này. Thì chúng ta trả lời trong cái phần trình bày của chúng ta luôn đó các bạn. Có nghĩa là ví dụ thế này. Cái tên của cái sở thích của bạn, cái tên này của cái sở thích của bạn là gì? Như vậy là anh nói gì thì nói, chúng ta nói gì thì nói. Trong bài thuyết trình của chúng ta phải nêu ra được cái tên của sở thích của chúng ta. Cái tên. Ví dụ như sở thích chúng ta là sưu tầm những vỏ sò, sở thích chúng ta là trồng cây, hay sở thích chúng ta là sưu tầm những cái chai thủy tinh vân vân. Chúng ta nêu ra được cái sở thích đó. Thế thì những cái tên gọi sở thích là rất là nhiều rồi. Tí nữa trong bài thuyết trình thầy chỉ nói cho các bạn. Khi nào bạn bắt đầu cái sở thích của bạn? Ví dụ chúng ta bắt đầu sở thích của chúng ta cách đây mấy năm, mấy tháng, hay là khi chúng ta học lớp mấy, khi chúng ta mấy tuổi, vân vân. Tùy khi trong bài thuyết trình chúng ta có thể nói cái góc độ thời gian đó. Cái thứ ba là sở thích của bạn có dễ hay là khó và tại sao? Đó, sở thích chúng ta dễ thực hiện hay là khó thực hiện, và quan trọng là chúng ta giải thích cho được. Câu số 4 là sở thích của bạn có ích không, có hữu dụng không, có đại loại là có lợi, có ích gì cho chúng ta và cho cộng đồng không, tại sao và tại sao không. Câu số 5, bạn có ý định, bạn này có ý định tiếp tục này, hay là có dự định để tiếp tục cái sở thích của bạn trong tương lai không. Đó, như vậy là trong tương lai chúng ta có tiếp tục không. Và ai bạn nghĩ, ai có cái sở thích thú vị nhất đó, dùng so sánh nhất này các bạn, ai bạn nghĩ này, bạn nghĩ ai là người có cái sở thích thú vị nhất đó. Rồi, như vậy là cái bài tập số 5 là một bài rất là quan trọng liên quan đến kỹ năng nói của chúng ta. Và bây giờ thầy sẽ giúp các bạn có một cái bài nói rất là hay. Đây là bài nói thầy đã tìm hiểu, thầy đã chuẩn bị rất là kỹ cho các bạn, và thầy nói rất là chặt chẽ cho các bạn đây, và nó cũng rất là tự nhiên, phù hợp với văn nói luôn. Bây giờ ví dụ mình đóng vai là một người trình bày trước nhóm hay là trước lớp, mình đóng vai là người trình bày, mình có thể nói thế này. Trước khi nói, bây giờ thầy dịch trước rồi sau đó thầy giúp các bạn luyện phát âm. Trước khi nói về sở thích yêu thích nhất của tôi muốn tất cả các bạn biết về một câu nói, nghe hay là biết hiểu về một câu nói. Một người đọc sách sống được 1.000 kiếp, sống được 1.000 kiếp đời các bạn, trước khi anh ta chết. Và một người mà chẳng bao giờ đọc sách, chỉ sống có một đời thôi. Các bạn thấy một câu rất là hay. Đây là một câu mà thầy đã sưu tầm rất là sâu sắc, mà thầy rất là ấn tượng. Tại sao mình trước khi mình nói, thì trước khi mình trình bày cái phần thuyết trình của mình lại nói câu này? À, như vậy là mình nói cho các bạn, tất cả các bạn hiểu ngay là tôi thực sự thích câu nói này. Điều này cũng có nghĩa là sở thích yêu quý nhất của tôi là đọc sách. Đó, các bạn thấy chưa?
thầy đã đi vào cái tận cái chủ đề đọc sách nhưng rất là hợp lý và rất là nhẹ nhàng và hay nữa. Theo thầy đánh giá là rất là hay khi mình nói một cái vấn đề nào đó, những cái người nghe họ rất là lôi cuốn bởi cái cách trình bày của chúng ta, cái cách mở bài của chúng ta. Đó. Cuối cùng là cái sở thích đọc sách nè các bạn ha. Đọc mình đã nêu được tên rồi đúng không nào? Đó, mình nêu được cái tên sở thích rồi đó. Đọc sách là một cách thức rất là tuyệt vời để giữ cho chúng ta, giữ cho tôi luôn cảm thấy relax, là thư thái, thư giãn đó, và hạnh phúc. Tôi bắt đầu việc đọc sách khi tôi được 6 tuổi. Tôi thường đọc những cuốn sách khi tôi có thời gian rảnh. Tôi đọc tin tức, tôi đọc những cuốn sách về truyện và những cuốn tiểu thuyết. Tiếp tục các bạn này, mình nhìn đây nha. Đọc sách này, đọc sách là một sở thích không có đắt đỏ các bạn, rẻ đó, một sở thích rẻ thôi, không có đắt rẻ. Cái sở thích đó nó cung cấp quá nhiều lợi ích đó. Cái sở thích chúng ta có lợi hay không đó thì chúng ta là cùng sự đọc sách cung cấp quá nhiều lợi ích. Sách giúp tôi mở rộng kiến thức của tôi về thế giới, trong tương lai tôi sẽ nhất định rồi, chắc chắn rồi, trong tương lai tôi chắc chắn sẽ tiếp tục việc đọc sách đó. Các bạn thấy chưa, quá ấn tượng đúng không? Rồi bây giờ mình trích lại câu đó đúng không nào? À vâng, không phải trích lại câu đó mà thầy gợi ý cho các bạn đó, thầy dịch câu đó cho các bạn nè. Đây là một câu châm ngôn rất là hay và thầy hy vọng các bạn sau khi học cái phần này các bạn sẽ thuộc cái câu châm ngôn này rất là hay đúng không nào? Đó, một người đọc sách đó, sống 1000 kiếp trước khi anh ta chết. Người mà chẳng bao giờ đọc sách thì chỉ sống có một đời thôi. Ok, rồi vậy thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu phần đọc luyện các bạn, phần phát âm và phần luyện nói các bạn nha. Bởi vì đơn giản đây là phần luyện nói cho nên thầy sẽ cố gắng phát âm cho các bạn chậm cho các bạn nghe, các bạn hiểu. Before talking about my favorite hobby, I want you all to know a sentence. A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one. I really like this sentence. This means my favorite hobby is reading book. Reading is a wonderful way to keep me relaxed and happy. I started reading book when I was 6 years old. I often read books when I have free time. I read news, story books and novels. Reading is an inexpensive hobby that provides so many benefits. Book helps me widen my knowledge, bạn nhớ âm cuối này, of the world. In the future, I will definitely continue reading. Rồi, bây giờ các bạn đọc câu trong ngôn nha. A reader lives a thousand lives. À sorry các bạn, lives, cái này các bạn đọc là lives, nhưng cái này các bạn đọc là lives các bạn nha. Before he dies, lives. Nhớ cái âm. The man who never reads lives only one. Đó, các bạn nhớ cái câu trong ngôn này rất là hay.
Rồi, như vậy là bài tập số 5 của phần luyện nói chúng ta cũng đã làm xong. Hy vọng các bạn thích cái video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay các bạn ha. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.